nên họ và kinh tạp vũ tiên kiểu nên phẩm sao yếu. Pháp vũ câu thứ 13, như ngôi nhà vũ lớn mưa niệm thâm nhập vào, cũng bệnh tâm không tu than dục liền thâm nhập. Đây là nói về một cái người không tu. Người không tu thì là chỉ cho những cái người sống ở thế gian. Vậy thì mà cái chỉ cho cái người mà không có tu, có nghĩa là đây là chỉ cho một cái người mà không có cái sự quấn nắng hay là tu sửa. Vậy tu ở đây thì nó có một cái ý nghĩa đó là tu sửa, tức là có cái sự sửa chữa thì được gọi là tu. Còn một cái người mà không có cái sự sửa chữa gì thì đó là không tu. Mà tại sao nó cần phải sửa chữa? Bởi vì nó giống như là mình có một cái gì đó nó bị lỗi thì mình phải sửa lại để cho nó hoàn chỉnh. Hay là có một cái vật dụng gì đó nó bị hỏng thì mình phải mang đi tu sửa nó lại. Thì cái chữ tu Đức Phật dạy thì nó cũng giống như là một cái sự chỉnh sửa hay là tu sửa vậy. Một cái người có tu và một cái người không tu. Thì cái người không tu được ví như cái ngôi nhà nở, tức là khi mà nở cái ngôi nhà nó đã bị lỗi. Và khi mỗi một trận mưa thì nó sẽ bị dột vào. Thì mưa thì được ví như tham dục. Thế thì con người sinh ra thì cha mẹ sinh ra mình có hoàn hảo. Thì cha mẹ sinh ra hoàn hảo thì đâu cần phải tu nữa ha. Nếu mà cha mẹ sinh ra một cái là thánh nhân luôn, không có lỗi lầm gì nữa thì chắc không cần phải tu. Nhưng mà vì cha mẹ sinh ra bất hảo, không hoàn hảo, vẫn còn có nhiều lỗi lầm, thì cho nên là cần phải sửa lại. Thì nó cũng cái ngôi nhà mà cái người mà không tu tập ấy, thì đây là tu tập là phải tu tập ở ba cái nghiệp, hay là thân cần phải được tu tập, khẩu được tu tập và ý cần phải được tu tập. Nhưng cái người mà không tu tập ở nơi thân thì có nghĩa là cái thân người ấy sẽ làm rất nhiều những việc lỗi lầm, và người ta không có sửa chữa và cứ để cho cái lỗi lầm đấy càng ngày nó càng lớn lên. Đấy, một cái lỗ hổng, nhưng mà lâu ngày thì cái lỗ hổng đấy nó sẽ lớn ra. Cũng vậy, khi ngay từ nhỏ có một cái lỗi nhỏ, nhưng nếu không sửa thì sau này cái lỗi lầm đấy nó sẽ lớn lên. Như một cái đứa bé nó còn nhỏ, nó có một cái tính nói láo, nhưng mà không được người lớn sửa sang cho nó, chỉ dạy nó thì sau này nó sẽ thành thói quen, nó sẽ rất là hư và nó sẽ nói những cái lời rất là tục bậc. Hay là có một cái lỗi lầm khác, như nó có một cái tính xấu như là gian tham, nếu mà nó không được cái người khác chỉ dạy để nó sửa cái lỗi đấy thì sau này nó lớn lên thì nó sẽ cái tính xấu nó sẽ mạnh lên và nó trở thành người hung dữ và nó sẽ làm nhiều cái bất thiện. Thì đấy, những cái tâm không tu nó như vậy, nên là một cái gì mà tu sửa thì nó sẽ trở thành nó tốt hơn. Là những cái mà không có tu sửa, không tu sửa thì càng lúc thì những cái lỗi lầm đấy nó sẽ càng trở nên trầm trọng. Nên một cái ngôi nhà nó bị dột mà không có nó sửa lại thì càng ngày thì nó sẽ càng dột lớn hơn, và đến một lúc nào đấy sẽ ảnh hưởng, sẽ nguy hiểm đến chính những người ở trong đấy. Thì đây là chính là cái tâm mà không được tu sửa, cái lỗi lầm nó lớn lên thì nó sẽ nguy hiểm cho chính cái người đó, chính bản thân của cái người đó. Cái tâm không tu thì ở thế gian này nó có những cái hạng chúng sinh có thể tu được, có những hạng chúng sinh không thể tu được. Ví dụ như những cái hạng chúng sinh càng ở cái sự thấp kém thì có muốn tu cũng không tu được. Ví dụ như là chúng sinh ở dưới địa ngục, bây giờ chúng bảo chúng sinh dưới địa ngục tu cũng không tu được, sinh ra ở một cái cõi thấp kém, và bây giờ họ muốn sửa tu sửa để tốt đẹp hơn mà không thể được nữa. Hay là
chúng sinh mà sinh ở những cái loài thấp kém như là súc sinh, ác quỷ này đều rất là khó khăn trong cái việc tu tập này. Họ đã sinh ra ở cái sự thấp kém rất khó có thể tu tập. Vậy sinh ra ở con người là một cái cõi có một chút cao thượng nhưng vẫn có một chút hạn điểm. Bởi vì là trong tâm có những cái điều lỗi lầm xấu xa đấy là hạn điểm. Trong mà con người cũng có thể làm được những cái điều tốt đẹp cao thượng. Thì con người có thể có những cái người không tu tập và có người có tu tập. Thì những cái người mà không có trí tuệ hay là những cái người mà có cái sự hạn nhiệt, có những cái tâm, cái trạng thái tâm hạn nhiệt thấp kém của thì rất là khó có thể tu tập được. Hay là những cái người không có phước cũng rất khó có thể tu tập được. Ví dụ sinh ra thì đã rất là gian khổ, không được thoải mái, không được tự do. Như là những người phải làm những cái thân phận nô lệ, thì những cái người đấy sống bị lệ thuộc vào những cái người khác, người ta điều khiển cái cuộc sống của mình, hay là những người bị tù tội, người ta rất khó có thể làm được những việc theo ý muốn. Thì đấy là những người thiếu phước cũng không thể tu tập được. Và ngược lại, có những cái chúng sinh mà quá sướng, có những cái chúng sinh mà hưởng thụ dục lạc quá nhiều thì lại không dứt ra để mà tu tập được. Và đôi khi ở những cõi thiên giới được hưởng cái phước rất là lớn, nhưng mà cũng có người tu được, có người không tu tập được. Vì say mê hưởng thụ những cái dục lạc bây giờ, có những người mà người ta đang chạy theo những cái niềm vui và người ta say đắm vào những cái niềm vui đấy rồi. Ví dụ những người người ta đang đánh cờ đánh bạc, người ta mê mẩn hay là rượu chè, hay là những cái người người ta tham đắm những chạy theo danh lợi tài sắc và thế gian với một cái tâm say mê rồi, mà bây giờ có một cái vị một cái vị nào đó mà đến khuyên bảo một cái bậc thiện trí thức, hay là có một bậc thánh nhân, hay là có một vị Phật ra đời khuyên bảo cái vị đấy hãy tu tập để có nhiều lượng đạt, có nhiều công đức, có thể vì nó cũng không chắc đã dứt bỏ được những cái dục lạc ở thế gian để mà tu tập. Đấy là cái sự có những cái người không thể tu tập được là như vậy. Có những người thì vì không có trí tuệ nên là không thể tu tập được. Vậy thì cuộc đời là như thế. Những cái người mà không được tu tập thì tu tập ở đây thì có nghĩa chỉ có một cái ý nghĩa nó khác với sự không tu tập. Đó là tu tập là một cái sự có cái sự chế ngự, có cái sự chế ngự đối với những cái tâm bất thiện của mình. Và tu tập có nghĩa là sửa đổi thì sửa đổi những cái lỗi lầm, hay là sửa những cái bất thiện thành những cái thiện. Ví dụ sửa những cái tánh tham thành cái tánh vô tham, kiểu cái tánh thân thành cái tánh vô sân, sửa cái tánh si thành cái tánh vô si. Còn những người không tu tập nó chỉ khác lại đó là người ta có cái tâm tham mà người ta không sửa cái tâm tham đấy, và người ta cứ để cho cái tâm tham nó tự do phát triển, tự do phát triển, và người ta không có cái ý thức là không có thấy cái tham là xấu. Người ta nghĩ tham là cái chuyện bình thường, người ta sống chung với nó. Sân cũng vậy, khi mà cái tâm sân khởi lên người ta không có chế ngự nó, không có cái tác ý đoạn trừ và không thấy nó là xấu, mà người ta nghĩ là cái tâm sân sinh khởi lên một cách tự nhiên, nó là chuyện bình thường và không có chế ngự nó, và mỗi ngày nó sẽ mạnh lên. Cái tâm si vẫn sự ngu si thì một là ngu si là do không được hiểu biết, hai là ngu si là do cái sự hiểu biết sai trái. Thì những cái đấy là cái ngu si mà người ta không sửa để phát triển cái trí tuệ, phát triển cái chánh trí lên. Thì những cái người như thế còn không có, những người như vậy không có tu tập. Thế thì những người tu tập thì nó được thể hiện ra, ví dụ tu tập ở những cái mức độ khác nhau. Ví dụ như tu tập thì có cái sự chế ngự về các căn, có cái sự có cái sự tiết độ, tức là cái sự tiết chế. Thì cái người mà không tu ấy thì người ta không có cái sự nhiếp phục, hay là không có cái sự chế ngự các căn, không có hướng đến cái điều chân chánh. Chính vì vậy cho nên là khi mà các căn
của người ta tiếp xúc với các cảnh trần, tức là cái người không tu thì người ta không có phân biệt cảnh này là cảnh tốt hay cảnh này là cảnh xấu. Tiếp xúc với những cảnh này có lợi ích hay là tiếp xúc với những cái cảnh này sẽ mang lại cái điều tệ hại, thì người ta cứ để cho các căn tiếp xúc với các cái cảnh trần như thế, thì tự nhiên là những cái sự tham đắm đối với cảnh trần nó sinh vào. Thì nó cũng giống như là một cái người tu và người không tu, giống như là cái người mà có làm cái việc như là ngăn ngừa đề phòng, như là tránh như người ta đắp những cái bờ đê để ngăn cho nước lũ nó khỏi tràn vào, thì cái tham dục nó cũng giống như thế, được ví như là những cái tham dục nó được ví như là những cái dòng lũ lụt ở cái dòng nước mạnh, những cái dòng nước nguy hiểm, và rồi khi mà nó thâm nhập vào thì nó có thể làm ảnh hưởng đến những người sống, làm có thể làm nguy hiểm đến những người sống ở bên trong. Vậy cái người tu tập là cái người giống như là có đặt một cái bờ đê để ngăn ngừa, thì cái bờ đê những cái bờ hay là những cái cửa để ngăn ngừa không cho tham dục nó tấn công vào, thì đó chính là các căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý của cái người đấy. Nếu như mà những cái các căn đấy luôn luôn được nhiếp phục thì là cái vị đó đã ngăn ngừa không để cho những cái cảnh trần ở bên ngoài mà thâm nhập vào. Thì tham dục được ví như là những cái nước hay là nước mưa trên trời xuống, thì cái tu tập được ví như là mình phải có một cái gì đó mình chống đỡ, như là cái mái nhà thì nó che chở cho cái người ở bên trong. Cái mái nhà mà tốt thì nó sẽ nước mưa nó không dột được. Thế thì cái người tu tập là những cái người có những cái pháp hay có những cái thiện pháp để che chở cho cái người đấy, làm cho cái nước nó không có thể thâm nhập vào được. Thì cái người tu tập là cái người phải có cái thiện pháp, tức là phải học một cái thiện pháp nào đấy và phải phát triển cái thiện pháp đấy cho nó mạnh lên, và cái thiện pháp đấy nó sẽ bảo vệ cái người đấy, để làm cho cái người đấy được an ổn, cũng như là tham dục nó không thâm nhập. Còn cái người mà không tu thì sẽ tham dục nó thâm nhập. Vậy thì tham dục nó không phải là ở bên trong mình, mà tham dục nó phải có cái ngoại cảnh bên ngoài nó tác động vào. Vậy thì tham dục ở đây có nghĩa là nó là các cảnh trần. Một cái người tham dục có nghĩa là cái người đó tham đắm đối với lại những cái cảnh ở bên ngoài mà các cái giác quan của mình nó tiếp xúc với những cảnh đấy, như con mắt tiếp xúc với cảnh sắc. Và nếu như con mắt đó nó không có chánh niệm, tức là nó không được hộ trì bởi chánh niệm, nó không được bảo vệ bởi những cái trí tuệ hay bởi cái chánh niệm hay là bởi cái tâm định tinh, thì con mắt đấy nó sẽ tham đắm với cái cảnh sắc ở bên ngoài. Thì cái lúc đấy tham dục nó khởi lên chỉ khi nào có ba đối tượng cùng khởi lên một lúc, đó là có căn, có cảnh và có sự tiếp xúc. Tức là căn là con mắt, ví dụ người mù thì người ta sẽ không có tham với cảnh sắc. Ví dụ người mù người ta không biết đến cái gì là đẹp hết, và cái tâm tham đối với cảnh sắc là nó không khởi lên. Còn với một cái người có con mắt thì nó có nhãn thức, nó khởi lên cái căn cảnh thức, cũng có cái sự tiếp xúc. Thì con mắt cảnh trần là sắc có sự tiếp xúc thì và có cái tác phi như lý tác ý, thì tham dục sẽ khởi lên. Tức là một cái tâm đấy là cái tâm gọi là tâm si nó khởi lên, hay là tâm tà kiến nó khởi lên, thì lúc đấy sẽ có cái tâm tham khởi lên, hay là con cái tai tiếp xúc với âm thanh vậy, thì lúc đấy nó có cái sự tiếp xúc và nó có những cái sự tác ý sai trái, hiểu sai trái về âm thanh thì nó sẽ có tham dục về âm thanh. Vậy tất cả những cái cảnh trần ở bên ngoài, thì cái người không tu có nghĩa là cái người đó không có một cái chánh pháp, hay là không có một cái thiện pháp, hay không có một cái chánh niệm. Cho nên là khi các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần, vì nó đã khởi lên những cái phi như ý, hay là cái tác ý không đúng, tác ý không đúng về những cái thiện, về những cái cảnh trần đó,
và bị cái cảnh trần đó nó hấp, bị cái tham dục nó khởi lên và nó cuốn hút theo cái cảnh trần đấy. Cho nên là tham dục nó sinh khởi bởi một cái người mà không biết tu tập, tức là cái người đó không có cái đạo lý, không có một cái pháp môn nào để mà rèn luyện cho cái tâm của mình nó có thể an nhiên tự tại trước những cái cảnh trần, thì đó là cái tâm mà không tu tập. Không tu tập thì tham dục nó sẽ khởi lên, có nghĩa là vị đó sẽ chạy theo những cái cảnh trần ở bên ngoài và say sưa hưởng thụ những cảnh trần này. Nhưng vị đó không biết tu tập thì vị đó chạy theo cái cảnh ngũ dục. Vậy thì cái người nào mà say sưa hưởng thụ ngũ dục là người đấy là người chưa biết tu tập. Vậy cái người nào mà là người nói là tôi là người có tu tập mà còn say sưa hưởng thụ ngũ dục thì là cái sự tu tập đấy nó chưa đúng, hay là nó chưa phải là tiến bộ. Ví dụ như là tu tập thì có người nói là tu là bỏ những cái việc ác, làm những cái việc này, còn hưởng thụ ngũ dục thì nó đâu có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Thế thì và người ta không có cho rằng là cái việc hưởng thụ ngũ dục ở đây là cái sự tu tập. Nhưng mà cái điều đó tu tập ý muốn nói là cái sự tu tập ở đây là đi đến cái sự, cái con đường hay là cái pháp môn tu tập của Đức Phật nó đi đến đoạn trừ cái khổ đau sinh tử. Mà cái pháp hay là cái cảnh mà nó có thể nuôi cuốn một cái con người vào trong cái dòng luân hồi khổ đau mạnh nhất đấy chính là cái tham hưởng thụ ngũ dục, tức là cái tâm tham. Mình còn có cái tâm tham ái hay tham đắm, từ cái tham ấy nó sinh ra chấp thủ, từ cái sự chấp thủ đấy nó để lại những cái nghiệp lực, cái nghiệp hữu mà nó dẫn đi tái sinh ở tương lai. Và cái tâm đi tục sinh luôn luôn được dẫn dắt bởi những cái tâm tham. Vì vậy cho nên tâm tham là cái nhân, là cái nguyên nhân trói buộc một cái chúng sinh ở trong cái dòng sinh tử. Còn cái tâm sân thì nó dễ diệt trừ hơn là cái tâm tham. Tâm tham nó rất là có diệt trừ. Vậy người mà diệt trừ được cái tâm tham thì cái người đấy sẽ đi đến niết bàn, đến cái cửa giải thoát nó rất là cao. Vậy thì cái người mà tu tập trong cái giáo pháp của Đức Phật thì cái được đặt lên hàng đầu là chính là diệt trừ cái tâm tham. Mà tâm tham ở đây nó là diệt trừ cái tham đắm đối với hệ cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Thì cũng vậy, như một ngôi nhà khéo lợp, mưa không thâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu thì tham dục không thâm nhập. Thì một cái tâm được khéo tu tập ở đây là một cái tâm của một cái người đấy phải là một cái người có một cái pháp môn để tu tập. Để tu tập thì người ta nói là có nhiều cái tu nhà, tu chợ, tu chùa. Cái nhất tu tại gia, cái nhị tu chợ, cái ba tu chùa. Thì những cái pháp tu thuộc về thế gian, thì thế gian người cũng có những cái pháp tu ví dụ như là tu thân, thế gia, trị quốc, những cái pháp đấy cũng nó là cái sự tu tập về đạo đức của thế gian. Sống để trở thành một cái người tốt thì đấy là những cái pháp tu ở thế gian thì nó không có thể đi đến niết bàn, không đoạn trừ được cái tâm tham dục. Nên một cái người dù có đạo đức, làm nhiều cái việc tốt ở thế gian và người đó có thể sống rất là thiện, làm nhiều việc lành giúp đỡ mọi người, rất là chịu khó làm những cái thiện pháp, nhưng không thể chiến thắng được cái con tham dục ở trong đó. Bởi vì làm sao? Bởi vì là những cái pháp mà đi đến ly dục ly tham chỉ có những cái pháp mà có bị tập tránh cảm giác ra được thì mới thuyết giảng cái pháp này. Còn ở thế gian thì không có ai có thể thuyết giảng cái pháp đi đến ly tham. Thì cái pháp của Đức Phật nó khác hẳn với pháp thế gian, thuyết giảng cái pháp đó là đi đến đoạn tuyệt khổ đau. Thì cái tham nó chính là cái nhân đưa đến khổ đau trong cái sinh tử. Vì vậy nên phải đấu trị với tâm tham được đưa lên hàng đầu đối với một người biết tu tập. Tu tập như là diệt trừ cái tâm tham, nhưng không phải là tu tập là
để rèn luyện, để thành tựu những cái pháp thế gian, ví dụ là trở thành những cái người tốt ở thế gian thì cũng tốt, nhưng mà chưa phải một con đường đi đến Niết Bàn. Thì Đức Phật thì dạy cái pháp đi đến Niết Bàn, thì cái pháp đấy cần phải tu tập bằng một cái sự có pháp môn. Thế thì một cái người sinh ra không thể tự nào, không thể nào tự mình biết được cái pháp đó. Mà một cái người mà có cái sự tu tập này thì là một cái người là phải có cái sự có một cái vị thầy hay là một bậc đạo sư chỉ dẫn. Thì vậy nên một cái người, cái bước căn bản đầu tiên của một cái người muốn tu tập là cái người đấy phải có cái sự nương tựa như là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Đấy là một cái bước đầu tiên, vì vị đó phải nương vào Phật và áp dụng cái giáo pháp của Đức Phật vào cái cuộc sống tu tập của mình hàng ngày. Thì đấy là cái người có tu. Vậy thì cái người đầu tiên đấy là cái người có cái sự học hỏi giáo pháp và ứng dụng cái giáo pháp đấy trong cái sự tu tập của mình. Thì cái việc cái sự tu tập của một cái vị đó để chế ngự được cái tham dục, làm cho tham dục nó không thâm nhập, thì nó có những cái cách chế ngự. Với sự chế ngự của giới bổn, tức là vị đó dùng những cái giới nguồn để chế ngự, không cho vượt quá những cái phép tắc mà vị đó không được phép làm. Làm những cái việc mà nó đưa đến cái sự ô nhiễm, đưa đến gây nên những cái lỗi lầm thì vị đó tránh. Và cái vị đó tu tập bởi cái sự gọi là phòng hộ các căn. Thì cái sự phòng hộ các căn này được ví như là một cái ngôi nhà khéo lực, tức là một cái người nào mà khéo phòng hộ các căn thì tham dục nó sẽ không thâm nhập vào. Thì cái sự tu tập ở đây được đề cao nhất là ở cái sự phòng hộ. Phòng hộ ở đây ví dụ như là vị đó biết thân cận những cái môi trường nào mà nó thanh tịnh và tránh xa những cái môi trường nào ô nhiễm, thì đấy là một cái cách mà vị đó biết phòng tránh. Ví dụ như là thân cận một cái người nào đấy mà người ta luôn luôn nói những cái lời nói những cái lời nói tán thán về cái sự hưởng thụ ngũ dục, thì là cái vị đó sẽ cái tâm tham dục nó sẽ khởi lên. Những cái hay là cái môi trường nào nó có quá nhiều những cái cảnh mà nó liên quan đến ngũ dục, nó hấp dẫn cái vị đấy, thì vị đó thân cận ở cái môi trường đấy thì tham dục nó sẽ khởi lên. Vậy thì cái vị đó phải biết tránh xa những cái môi trường mà nó có nhiều cái ô nhiễm, và là đến một cái môi trường thanh tịnh. Đấy cũng là một cái cách tu tập. Và cái cách tu tập thứ hai nữa là vị đó có cái chánh niệm hay là có cái trí tuệ ở trong lòng, thì vị đó biết biết quán. Khi mà vị đó có thể là sống ở trong một cái môi trường ô nhiễm mà vị đó vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh, thì đây là một cái vị đó đã phải có được một cái nội lực, hay là có được một cái năng lực của cái sự tu tập đã vững vàng hơn. Ví dụ như là vị đó đã có được một cái chánh niệm hay là có được một cái trí tuệ. Khi mà các căn tiếp xúc với các cảnh trần, vị đó không tác ý đến những cái tướng khả ái hấp dẫn, mà vị đó tác ý đến những cái tướng như về cái sự thật của nó. Vị đó tác ý đến các cái pháp mà như nó thực sự là, tức là nó là cái bản chất của các pháp. Và vị đó có trí tuệ, tuệ chi được cái bản chất của các pháp, thì vị đó an nhiên tự tại. Hay là vị đó có cái chánh niệm, vị đó nhiếp phục được các căn, không để cho nó tham đắm với cảnh trần. Thì đấy là một cái sự khéo tu tập. Cái khéo tu tập thì nó tùy theo cái khả năng tu tập của mỗi một cái trình độ tu tập của từng người mà vị đó có thể tự tại được. Như như là một cái vị đó đang tu tập mà có một cái cảnh khả ái hấp dẫn nó xuất hiện ở trước mặt, nhưng mà vị đó vẫn có thể thản nhiên được. Vị đó có thể tránh cái cảnh đấy, hoặc là vị đó có thể tiếp xúc với cảnh đấy bằng trí tuệ của mình, không tiếp xúc bằng cái tâm si mê tà kiến của mình, thì một cái cảnh đấy nó không thâm nhập vào được.
Mình thì với một cái tâm khéo tu thì tham dục nó thâm nhập. Thì cũng vậy, thì một cái người mà tu tập như là giữ giới, vì đó có thể dùng cái giới để chế ngự tâm, thì cũng vì đó cũng có thể là giảm bớt, thì cũng bị nó chế ngự được cái tâm tham dục trong một cái thời gian ở cái mức độ bậc thấp, hoặc là bị một cái vị mà có thể thực hành thiền định thì bị nó dùng cái định lực để chế ngự tâm, thì vị đó cũng có thể chế ngự được cái tâm tham dục ở một cái mức độ cao hơn, nhưng mà nó chưa đoạn trừ hết được. Hay là một cái người mà có trí tuệ, thực hành đến tuệ quán, thì cái vị đó có thể dùng trí tuệ để cắt đứt được cái tâm tham dục mà cái vị đó có thể hoàn toàn tự tại. Vậy thì một cái người có cái sự tu tập về giới, có sự tu tập tâm, có cái sự tu tập về trí, thì đấy là những cái pháp cần phải tu tập. Thì những cái pháp đấy tu tập thì nó đưa đến những cái đoạn trừ được những cái tham dục, đi dục và đi tham. Ví dụ như là một cái người đấy đi đó đạt được đến sơ thiền, thì ngay cả thành quả của sơ thiền là đi dục đi ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất của trạng thái hiện năng có đi dục sinh với tầm một tứ. Tức là cái khi mà mình đó an trú ở trong một cái tầng thiền như là sơ thiền, thì hoàn toàn năm cái dục của các giác căn, của các căn, của các giác quan nó không khởi lên, thì đấy gọi là vị đó hoàn toàn ni dục. Nhưng mà cái dục hay là những cái tâm tham đám đấy nó lại trở thành những cái tâm tham tùy biên, tức là nó ngủ ngầm, nó sẽ đi vào một cái trạng thái ngủ ngầm, bởi vì nó được đè nén giống như là một cái tảng đá đè trên một cây cỏ, nhưng mà cái gốc rễ của nó vẫn còn nằm ở dưới đất. Khi nào cái tảng đá đó được nhấc bỏ, quăng bỏ đi, thì cây cỏ nó lại mọc lên trở lại. Cũng vậy, khi nào vì nó không hành thiền nữa, vì nó xả thiền ra, các căn tiếp xúc với cảnh trần mà không được cái sự phòng hộ, thì không có chánh niệm, thì lúc đấy cái tâm tham dục nó lại khởi lên, cái tâm tham dục nó lại thâm nhập vào. Vậy thì cho nên là một cái vị đó, cho nên Đức Phật nói rằng một cái vị đó không có dừng lại ở thiền định, phải dùng đến thiền quán, tức là phải dùng đến thiền tuệ. Nhưng là khi nào vị đó có trí tuệ là quán chiếu các cái sự thật về các cái cảnh trần ở bên ngoài, thấy được cái sự thật tối hậu của nó và quan sát được cái sự vô thường của vô ngã và cái tính bất tịnh của nó, thì vị đó bắt đầu mới đi đến cái sự ni tham, hay là cái trí tuệ đấy nó có thể đoạn trừ được những cái tham dục đấy ở một cái mức độ tuyệt đối. Nếu khi nào cái trí tuệ của vị đó được mài đến một cái mức độ sắc bén và nó có thể cắt đứt được những cái tâm tham dục đấy một cách tuyệt đối, thì vị đó sẽ chứng đắc được niết bàn. Thì từ cái lúc đấy thì nó sẽ đạt được cái tâm bất động trước tất cả những cái cảnh trần, dù là cái cảnh tốt hay cảnh xấu, nó cũng sẽ không có thể nào thâm nhập được vào trong tâm của vị đó được. Thì nên tùy một cái vị đó có cái sự tu tập, thì là mỗi ngày một cái tâm tham đắm đối với cảnh trần nó sẽ phải giảm bớt, thì là vị đấy có cái tiến bộ trong cái việc tu tập. Nếu mà một cái vị đấy mà tu tập mà những cái tâm tham sân si, thì trong đó cái tâm sân thì nó chỉ cần mình đến một cái cảnh thanh tịnh là nó hết. Ví dụ như một cái người sống ở một cái môi trường mà nó có nhiều chướng ngại hay ngoại cảnh, vị đó chỉ cần tránh xa một cái môi trường đấy, đến một cái môi trường thanh tịnh. Ví dụ một vị đó ẩn vào trong rừng trong, khi sống ở nhân gian va chạm với nhiều người, tâm sân nó khởi lên. Nhưng khi vị đó sống một mình, sống ở nơi an tịnh là đã tránh được tâm sân nó đã trở nên tùy miên rồi. Nhưng đối với tâm tham thì nó không giống như thế. Vị đó có thể sống ở cái môi trường bên ngoài có nhiều cái thế gian, nó có nhiều sự ô nhiễm, vị đó đã bị nhiễm cái tâm tham rồi, vị đó sẽ tránh cái môi trường đó bằng trong một cái nơi yên tĩnh như trong rừng sau để tu tập. Nhưng cái tâm tham đấy nó không có dễ yên lặng như là cái tâm sân, nó vẫn khởi lên bằng nhiều cách, mà nhất là nó không khởi lên khi các căn tiếp xúc với các cảnh, mà nó khởi lên từ trong ý căn.
Ví dụ bình thường ở bên ngoài thì khi năm căn của mình tiếp xúc với cảnh trần nó khởi lên, nhưng mà nó được lưu giữ thì những cái điều đó ở trong ý căn, và khi từ trong cái ý căn đấy nó cũng khởi lên. Cũng vậy thì cái tâm tham dục nó cũng được ví như một cái khúc gỗ khi mà nó trôi dưới sông. Cái lúc đấy là nó một cái người mà vớt cái khúc gỗ đấy lên mà châm lửa thì nó không cháy, mình nó đang bị dính nước. Cũng vậy cái khúc gỗ đấy khi mà được vớt lên để ở chỗ khô rồi, nhưng mà do nó được ngâm nước lâu ngày nên nó vẫn còn ngấm nước ở bên trong. Ngấm nước ở bên trong đấy mà đem đi mồi lửa đốt nó cũng không cháy. Thế là vậy thì cái tham dục nó cũng tương tự như thế, khi mình rời khỏi một cái môi trường ô nhiễm rồi nhưng mà cái tham dục nó vẫn còn ngấm ở trong tâm. Mình muốn giúp nó thì vẫn chưa được. Thế nên lúc đấy vẫn cần phải có một cái quá trình tu tập làm cho cạn khô cái lòng tham dục này. Đấy là cái trong đó có cái sự tu tập, nỗ lực tu tập là vậy. Cho nên là có những cái người tu tập rất là nhanh, có những người tập thiền có một ngày trước ngày sau đã đắc định, có những người một tuần đắc định, có người một tháng đắc định, có người một năm đắc định, có người 10 năm đắc định, có người cả đời 20, có nhiều đời sau có cái mới đắc định. Thế thì nó cũng khác nhau như vậy, thì cũng có những cái khúc gỗ ở dưới sông vớt lên có ngày đã khô này, có khúc gỗ vớt lên 10 ngày mới khô, có những khúc gỗ để cả năm nhiều năm sau mới khô. Như vậy cái tâm nó, cái tâm của mỗi người mỗi khác thì nó cái tâm những cái gọi là phiền não tham sân si này nó không phải là mình đã được huân tập ở từ lúc sinh ra này, mà nó được huân tập từ nhiều vô số lượng kiếp về quá khứ. Trong rất nhiều kiếp về quá khứ mình chưa từng tu tập, tức là mình đã sống trong cái môi trường ô nhiễm, nó đắm nhiễm, tức là nó đã bị đắm nhiễm rất là sâu nặng rồi. Sau đấy. Và bây giờ tu tập thì bắt đầu phải tháo gỡ dần dần, mình cần phải hong khô dần dần để cho những cái phiền não đấy bắt đầu nó từ những cái phiền não mà nó mạnh cho nó bắt đầu nó yếu dần rồi dần dần thì là cái chánh niệm nó mới mạnh lên được. Phiền não nó còn mạnh thì cái chánh niệm nó yếu, thì lúc đấy những cái chánh niệm của mình nó yếu, nó chưa chiến thắng được những cái triển cái khi nó khởi lên. Rồi dần dần cái triển cái đấy do được nó luôn luôn bị đối trị, tức là cái người đấy luôn luôn phải đối trị lại với nó, lâu ngày thì nó bắt đầu nó bị yếu dần đi, và lúc đấy cái chánh niệm nó sẽ mạnh lên và nó sẽ đè nén được những cái triển cái này. Thì lúc đấy dần dần cái tâm nó mới đi đến thanh tịnh, đi đến thanh tịnh là bắt đầu nó đi đến định tĩnh. Từ cái sự định tĩnh đấy mới phát triển được trí tuệ, cái trí tuệ đấy thì nó mới diệt trừ được những cái phiền não tùy miên ở bên trong, ngủ ngầm bên trong. Cái lúc mà cái ngục vị đó nó nhất định thì là những cái phiền não đấy nó vẫn nó trở nên yếu đi, y tế ngủ ngầm bên dưới, nhưng mà cái trí tuệ thì nó sẽ đào sâu được vào tận về trong cái cội gốc, gốc rễ của những cái phiền não đấy, và để nó cắt đứt đi. Còn cái định thì nó sẽ đè cái phiền não đấy xuống. Thì cái người mà có tu tập về sự giữ giới định tuệ là những cái người sẽ làm cho cái tham dục nó thâm nhập được vào. Pháp cú thứ 15. Nay sầu đời sau sầu cả hai đời sầu nó yêu não thấy nghiệp quế mình làm. Đây là một cái câu pháp cú để nói về tâm sân. Cái người sầu nay sầu đấy nay sầu kẻ hai đời sầu, thì cái tâm sầu ở đây là một cái trạng thái tâm, nó giống như là một cái cảm thọ. Ví dụ như là cái thọ yêu thì được gọi là sầu, sầu được gọi là yêu, hay là cái tất cả những cái sầu nó thuộc về những cái cảm thọ, thuộc về tâm. Ví dụ như là khi mình thấy một cái con mắt, nó cũng là do các căn tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài mà sinh ra cái trạng thái tâm này. Nếu con mắt mình thấy một cái cảnh gì đó mình không ưa, không thích, thì lúc ấy tự nhiên mình nhăn nhó cái con mặt này, khuôn mặt nó trở nên nhăn nhó, cau có, thì lúc đấy là trong tâm buồn phiền bực bội. Thì cái trạng thái mà tâm buồn phiền bực bội này chính là tâm sầu.
sầu chẳng thế. Nên là nghe một cái âm thanh nào mình không ưa, không thích, như có ai chê mình một câu, hay là ai mắng mình một câu, hay là ai nói xấu mình một cái, là tự nhiên cái tâm nó bực bội nó đã khởi lên. Thì trong cái tâm bực bội ấy nó có cái sự buồn, có thể là cái chuyện đó nó đã qua đi rồi, cái lời nói đấy người ta nói ra xong rồi nó đã diệt đi, nó bay theo gió rồi, nhưng mà nó vẫn còn lưu lại ở trong tâm của mình, và cái nỗi buồn nó cứ khởi lên. Có khi cái nỗi sầu đấy nó khởi lên một ngày, có khi nó khởi lên cả tuần, có khi nó khởi lên cả tháng, có khi nó khởi lên cả năm. Thế nên cái nỗi sầu nó thế, ví dụ như là mình bị ai đó uy hiếp bắt nạt, hay là ai đó đánh mình một cái, lúc đấy mình đau thì nó khởi lên cái sầu. Nhưng mà rồi cái vết thương ấy nó đã khỏi đi rồi, nhưng mà cái ấp ức ở trong lòng nó chưa hết. Đấy là cái trạng thái sầu. Thì cái người sầu là thế này, sầu đời xong sầu, cái hai đời sầu. Nhưng muốn nói rằng là cái sầu này nó sinh ra nó có hai nguyên nhân. Một là cái quả của một cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó trổ. Ví dụ như là những chúng sinh bị rơi vào địa ngục thì lúc nào cũng than khóc đau khổ, thì đấy là buồn phiền khổ sở. Hay là những cái chúng sinh làm chúng sinh bị những cái nỗi khổ đau, hay là sinh ở làm người mình luôn luôn gặp những cái cảnh trái ý nghịch nọ, mình muốn điều này nhưng mà nó lại gặp những cái điều ngược lại, mình muốn tốt nhưng toàn gặp điều xấu, mình muốn cái mọi thứ theo ý mình nhưng mọi thứ cứ ngược theo ý mình, và đấy là cái điều xấu, đấy là quả của những cái nghiệp bất thiện đó trổ, nó khiến cho cái người đó xấu. Thế thì nay xấu, tại sao đời sau lại xấu nhỉ? Đây là nó nói là cái người mà thì cái nghiệp, cái người mà trước hiện tại mình gặp cái quả sầu đấy là mình phải gieo cái nhân sầu ở quá khứ. Quá khứ mình đã phải làm cái việc bất thiện gì đó, hoặc là bây giờ mình làm một cái việc bất thiện mà nó trổ quả ngay hiện tại, nó là một cái nguyên nhân dẫn đến cái sự sầu bi ở hiện tại. Ví dụ như là bây giờ mình đi ăn trộm nhưng là bị người ta bắt được, người ta đánh nên đập cho, thì lúc đấy mình đau đớn khổ sở, lúc đấy là sầu, đấy là nay sầu. Nhưng mà khi mà nếu như mình mà bị phạm một cái nỗi lớn nào đấy, bị nhân ra xử bắn, nhân bị chém đầu, lúc đấy chết, thì lúc đấy chết rồi cái nghiệp của cái quả bất thiện đấy nó trổ lại tái sinh vào những cõi khổ, như tái sinh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, và sinh lại làm người, lại gặp những cái nỗi khổ đau bất hạnh luôn. Thì đấy gọi là nay sầu, đời sau sầu. Vậy thì trong cái lúc mình làm một cái việc bất thiện gì đó nó khởi lên, thì lúc đấy là nó sẽ có cái đã sầu rồi, và khi nó cho quả thì nó lại sầu thêm nữa. Nó giống như là cái hạt ớt nó đã cay sẵn rồi, thì mình mang đi trồng thì nó cho lên một quả ớt, cái quả ớt nó còn cay hơn hạt ớt. Thì nó cũng vậy, trong cái lúc mình làm một cái ác nghiệp gì đó, nó đã tâm nó đã sầu rồi. Coi như là khi mà mình sát sinh chẳng hạn, khi mà mình khởi lên một cái tâm sát sinh, thì trong cái lúc mình sát sinh thì nó đi theo cái trạng thái gì? Ví dụ mình đang cố gắng giết một cái chúng sinh khác, thì trong lúc cố gắng giết chúng sinh thì khuôn mặt nó có hớn hở không? Hay nó phải căm có nhăn nhó? Thì trong cái lúc mà mình làm một cái việc ác như sát sinh chẳng hạn, thì lúc đấy mình phải có một cái động tác cố gắng giết nó. Ví dụ như đơn giản như có con muỗi nó chích mình, lúc đấy bắt đầu nhìn thấy nó, bắt đầu mình đưa tay tập một cái, thì lúc đấy cái mặt mình nó hớn hở hay là nó nhăn nhó lại, nó phải nhăn nhó lại, thì đấy là sầu, nó sầu. Thì cái tâm sầu ấy nó luôn đi với những cái việc ác nghiệp. Vậy thì bất cứ lúc nào mình đấy làm một cái ác nghiệp gì đó, nó cũng có cái tâm sợ, cái tâm yêu, cái tâm buồn phiền bực bội nó khởi lên. Thì tất cả những cái hành động mà liên quan đến sát sinh vậy. Ví dụ như mình khởi lên một cái ý nghĩ là ta sẽ giết kẻ kia, khởi lên một ý nghĩ như vậy, thì lúc ấy trong lòng nó có khởi lên niềm vui không, hay nó khởi lên nỗi buồn, hay nó khởi lên cái sự khó chịu? Ngay cái lúc đấy mình khởi lên một cái ý nghĩ như vậy, dù mình chưa làm, mình chưa nói ra mồm, mình chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, thì lúc đấy để ý trong tâm là xem nó đã có một cái nỗi sầu. Thì đấy gọi là ngay sầu.
Nhưng nếu mình làm được việc đấy thì đời sau lại giàu hơn. Thì nó sau này nó sẽ cho ra một cái quả sầu đau hơn nữa. Thì đấy là nay sầu. Ví dụ như là một cái người này nó cầm một con dao chém con lợn, trong cái mặt nó nhăn nhó khó chịu, thì đấy là nay sầu. Đấy, khổ sở như thế, đời sau lại sầu, đời sau đọa vào địa ngục này, lại bị con lợn này nó chết thì nó ức quá này, nó sinh làm diêm vương, làm quỷ sứ. Lúc mà chờ cho cái người giết nó xuống đấy bắt đầu mà xử lại. Đấy là trong địa ngục có cái sự trả quả như vậy ha. Đến hôm nay sầu, đời sau sầu, thì kẻ ác là hai đời sầu. Thế thì cái tâm mà cứ ác là nó sẽ là tâm sầu, cứ sầu là có ác, ác là có sầu. Như như một cái người mà làm việc ác sát sinh là lúc ấy sẽ có tâm sầu, trộm cắp cũng vậy. Nhưng một cái người nào mà trộm cắp về là mình có thấy hớn hở được, lúc nào cũng lo thon thót, lúc nào cũng sợ, sợ mình ăn trộm thế này đến lúc mà phát hiện ra bị bạn lâu ra thì đi tù. Thì lúc đấy thì cuộc đời sẽ khổ đau bất hạnh. Thì lúc đấy cái tâm no nắng đấy là tâm sầu, cái tâm mà luôn luôn mà cảm thấy buồn phiền, lo no nắng về cái hành động mình đã làm thì đấy là nay sầu. Vì làm cái việc không thiện thì nó sẽ sầu. Cái người tà dâm hay là nói dối hay là uống rượu hay là tất cả những cái ác nghiệp đấy nó đều đi theo cái tâm sầu ấy, tất cả những việc ác đều đi theo cái tâm sầu. Đấy, thì đấy là nay sầu, đời sau sầu. Nhưng mà cái người mà người ta làm ác thì người ta có nghĩ đến cái sầu đời sau không? Người ta không. Nếu như mà cái người đấy người ta biết rằng nay mình làm cái việc này rồi nó sẽ để lại cái quả báo ở tương lai, họ biết. Nếu chỉ cần có cái trí biết rằng việc ác làm một việc ác thì sao, vì đó sẽ dừng lại, vì đó sẽ dừng lại, hoặc làm xong thì cái tâm nó cũng bất giúp nó ăn năn và cái tâm ác ấy nó yếu dần đi, yếu dần nó giảm bớt. Nhưng mà đa số những cái người người ta làm việc ác người ta không biết, người ta không biết rằng là sẽ có đời sau. Rồi vậy thì cái người mà không, người mà người ta không có tin và có đời sau, người ta không có biết có đời sau thì người ta sẽ làm ác và người ta cứ nghĩ rằng là trong mình làm xong rồi mình sẽ được hưởng thụ cái thành quả của cái ác nghiệp này, ví dụ như là giết được cái con này rồi thì mình sẽ có món thịt ngon để ăn. Và người ta chỉ nghĩ được những cái trước mắt, người ta không thấy những cái sâu xa hơn. Thì những cái người mà ác là như thế. Thế tại sao sinh ra ở trên đời lại có những cái người cái người mà ác ấy? Nó cái nguyên nhân nào sinh ra, tại sao có người ta sinh ra trên đời người ta không ác mà có người lại ác? Thì cái ác nó sinh ra từ hai nguyên nhân. Đấy, một thì là nó sinh ra từ ở một cái tập khí ở trong quá khứ hay là cái nghiệp ở trong quá khứ. Ví dụ như là quá khứ của cái người này cũng đã từng làm việc ác rồi, cho nên nó thành cái thói quen này, sát sinh, và nó đã trở thành thói quen này. Khi chết vị đấy cũng từng ở địa ngục hay là quỷ súc sinh, nhưng giờ sinh lên làm người nhưng mà nó quên hết những cái quả mình đã chịu trước kia và những cái tập khí sát sinh nó vẫn còn, vì lại tiếp tục đi sát sinh. Hoặc là có những người đã sát sinh ở kiếp trước nhưng mà cái nghiệp bất thiện nó chưa trổ quả ở cái kiếp này, thì nó trong lúc làm ác thì vẫn có lúc làm thiện và đến lúc chết thì đi tái sinh với cái nghiệp thiện. Bây giờ sinh lại và cái tập khí bất thiện nó vẫn còn, cho nên là cái người đó là cái người ác. Và cái ác đấy nó được huân tập từ ở trong quá khứ, cho nên là có những cái người mới sinh ra người ta đã có cái tâm rất là hung dữ. Nhưng mà có một số người thì ở trong quá khứ người ta từ ở những cõi cao thượng sinh về, như là từ các cái vị chư thiên sinh trở lại, người ta không có những cái tập khí bất thiện đấy. Nhưng mà do sinh ra ở trên đời này, người ta thân cận những người bất thiện, người ta bị ô nhiễm bởi đời này. Có cái người thì bị ô nhiễm bởi quá khứ, tập khí nó đã có sẵn. Nhưng mà có những người thì quá khứ rất là trong sáng, ví dụ như còn trẻ vị đó rất là hiền thiện, nhưng mà khi lớn lên do thân cận, do gần gũi những người ác, do được trau dồi thì những cái chi kiến bất thiện, do người ta thâm nhập những cái tư tưởng bất thiện vào, người ta được học tập những cái kiến thức
và không có cái sự giáo dục về cái thiện ác chánh tà, thì cái người đấy người ta sẽ bắt đầu bị tập nhiễm dần dần những cái ác nghiệp này. Cái nghiệp này đấy là cái người ác, có thể là do đời trước, có thể là do nhiễm ở đời này. Thì cái kẻ ác là như vậy, kẻ ác hai đời xấu, đời này xấu, đời sau cũng xấu. Nó xấu nó ưu não thấy nghiệp quế mình là để khi nào thì cái nghiệp quế đó bị đó nó thấy. Đấy, nghiệp quế là những cái nghiệp bất thiện mà bị đó làm, thì cái nghiệp quế này nó sẽ thấy khi mà bị đó lâm chung. Bình thường thì làm xong thì nó có thể quên đi, vì những cái người ta không tin có nhân quả thì người ta cứ nghĩ là mình làm những cái việc đấy đâu có sao đâu, nó là cái chuyện thản nhiên bình thường. Giết người mới có tội, nhưng giết mấy con vật đâu có tội lỗi gì. Và người ta chỉ là nghĩ rằng những cái gì mà pháp luật thế gian quy định là có tội mới là có tội, nhưng còn pháp luật không quy định có tội thì đâu có tội. Thì những cái người đấy do không được thân cận những cái bậc thiện tri thức, không được học tập những cái pháp thượng nhân hay là những cái pháp của Đức Phật, những cái không được tiếp không được nghe chánh pháp, thì những cái người đấy thuần là sống theo cái pháp thế gian, cái pháp thế tục, thì cái vị đấy không có những cái chánh kiến, vị đó không hiểu được những cái pháp về nhân quả, luân nghiệp báo luân hồi này, thì nó không có cái niềm tin đấy. Nhưng mà đến cái thời giờ phút lâm chung cận tử ấy, thì cái nghiệp đấy nó sẽ khởi lên, là nghiệp tướng hoặc thú tướng, nó sẽ khởi lên vào lúc lâm chung. Thế là cái người này lúc sống thì đi làm thợ săn, cầm con dao chém giết, lúc chết nằm ở trên giường bệnh, và cái tâm của vị đó đang nhớ lại cái hình ảnh mình đi giết lợn này. Đấy là cái nghiệp tướng nó khởi lên. Nhưng bây giờ mình làm một cái việc gì mà mình cứ thường xuyên làm thì nó sẽ trở thành một cái nghiệp, và cái nghiệp đấy nó mạnh thì nó sẽ trổ vào cái lúc lâm chung. Cái gì mà nó mạnh nhất, nó trổ ác nghiệp nào mạnh nhất đấy, mình làm trăm ngàn vạn cái nghiệp, nhưng cái nào nó mạnh mẽ nhất, mạnh là làm sao, mạnh là nó để lại ấn tượng ở trong tâm trí của mình nhất, thì cái đó là một nghiệp mạnh nhất. Ví dụ như là từ bé đến giờ chưa bao giờ mình sát sinh một cái con vật to lớn như là con trâu, con bò, hay là mình thức thước đến giờ mình sát sinh mấy con nhỏ nhỏ, con đun, con dế thì cũng có, nhưng mà ít để ý. Nhưng mà có một lần nào đó mình đã từng sát hại một cái con vật rất là lớn nào đấy, và cái điều đó nó để nó ghi lại một cái dấu ấn ở trong tâm mình rất là mạnh. Hay là cái lúc mà mình sát sinh, mình cần có một cái sự cố gắng rất là lớn, cái sự nỗ lực rất lớn mình mới giết được một cái con vật đấy, thì lúc đấy trong tâm của mình nó khởi lên một cái tâm cố gắng rất là lớn, thì cái tâm cố gắng rất lớn đấy nó để lại cái nghiệp rất lớn. Một cái tâm mà cố gắng nhỏ thì nó để lại nghiệp nhỏ. Như bây giờ mình giết mấy con vật nhỏ nhỏ thì cái sự cố gắng để giết nó rất là thấp, cho nên là cái nghiệp nó nhỏ. Còn mình giết những cái con vật lớn thì cái sự nỗ lực cố gắng của mình phải rất lớn mới giết được nó. Thì cái sự nỗ lực ở trong tâm đấy nó sẽ ghi lại ở trong ý thức này. Và đến lúc chết cái ý thức nó sẽ nhớ lại, nó tự động nó khởi lên cái hình ảnh, cái hình ảnh nó tự động nó khởi lên, nó nhớ lại, và vị đó sẽ chết với cái nghiệp đấy, chết với cái nghiệp đấy, và vị đó sẽ đi đọa vào trong địa ngục này. Vì vậy nên là cái người mà muốn biết được cái người khác khi chết người ta sinh về đâu, thời điểm lúc lâm chung nó hỏi em có thấy gì không, thấy gì lúc gần chết ấy, hỏi họ xem là có thấy cái gì nó hiện ra, có thấy hình ảnh gì nó hiện ra, có thấy cái cảnh gì nó hiện ra không, thì nó sẽ có một trong hai cảnh. Có người thì không thấy cái cảnh tạm nhân và đã thấy cái cảnh thuộc quả này rồi này, tức là có người thì thấy là ôi tôi thấy là có quỷ sứ đang cầm binh khí, hay là thấy lửa đang thiêu đốt rất là đáng sợ, đấy được gọi là nghiệp tướng. Còn nếu một người nói tôi đang thấy cái cảnh mà tôi làm từ cách đây 5 năm 10 năm trước, đó là tôi đang giết một cái con vật gì đó, thì đấy được gọi là nghiệp. Đấy là cái nimitta tướng nó xuất hiện vào thời điểm cận tử, nó sẽ xuất hiện ba loại nimitta, nhưng mà nghiệp hoặc là nghiệp tướng hoặc là thú tướng,
thú tướng thì có nghĩa là cái vị đó nó không khởi lên hai cái hình ảnh này. Đấy, mà nếu ví dụ như mà cái vị đó tái sinh làm thai sinh thì vị đó sẽ đi tái sinh thấy những cái hình ảnh mà vị đó đi tái sinh, tức là vị đó sẽ thấy cái nơi mà mình sinh ra. À, ví dụ như vị đó sẽ thấy cái bào thai của người mẹ, thì đấy cũng gọi là thú tướng. Còn lại là nó thường thường sẽ trộn lên hai cái loại nghiệp và nghiệp tướng này. Đấy là cái người đấy sẽ thấy được cái nghiệp mình làm trong lúc năm chung hay không. Đấy mà cái lúc năm chung thì thấy được nghiệp mình làm này, thì cái lúc đấy mình còn nói được cho ai nghe nữa. Cái lúc đấy đó, cái hình ảnh nó khởi lên một cái trong tích tắc, một cái là vì nó đi tái sinh luôn. Thế là cái người chết với ác nghiệp mình làm. Còn là các cú 16 hôm nay vui đời sau vui, làm phước thai đời vui, nó vui nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Thì cái vui nó cũng là một cái cảm thọ. Vui đây nó là một cái thọ hỷ, tức là cái người đó có cái sự hoan hỷ thì được gọi là vui. Người đấy sống nó luôn luôn gặp những cái điều mình hài lòng, cho nên là nó có cái sự hoan hỷ. Thì cái niềm vui này nó đến cũng do hai cái nguyên nhân. Một là niềm vui đến là do một cái quả của cái nghiệp mà thiện ở trong quá khứ. Ví dụ như là một cái người trong quá khứ mình đã thường là những cái tích nhiều cái công đức, những cái phước hành rồi, cho nên là bây giờ mình sống ở đâu mình cũng gặp những cái niềm vui. Những niềm vui ví dụ như là mình sống ở bên ở đâu thì mọi người cũng đối xử tốt với mình thì làm sao mình sẽ vui. Nhưng còn mình sống ở đâu mà mọi người cũng đối xử tệ với mình thì làm sao thì mình sẽ buồn. Thì cái nó là do nghiệp của quá khứ nó như thế. Hay là mình sống ở đâu mọi thứ nó cũng theo ý muốn của mình thì mình sẽ vui. Và có người thì sống ở đâu mọi thứ nó cũng luôn luôn chống lại những cái mong muốn của mình, nó làm ngược lại những cái điều mà mình mong muốn mình, thì đấy là những người đã xem buồn. Vậy thì vui buồn ở đây nó là một cái cảm thọ, mà cái cảm thọ đấy nó có thể là một cái quả của nghiệp quá khứ. Quá khứ thì cái người đó mà có phước nhiều thì bây giờ có cái nhiều niềm vui, thì đấy là đời này vui là do đời trước, mà cũng có cái niềm vui nó đến từ đời này, nó không phải là do đời trước nữa, mà nó đến ngay ở cái hiện tại này. Ví dụ như là người đó vui ở đời này là do người đó đang làm những cái điều tốt thì vị đó vui. Ví dụ như là cái người đó đấy làm những cái việc như là mình bố thí hay là mình cúng dường, thì trong cái lúc mình bố thí cúng dường có khi nào mình cảm thấy nó buồn phiền bực bội không? Chỉ khi là mình bị ép buộc phải bố thí không thì chết đấy ta. Ví dụ như là mình bị nhắc như thế, mình không có cái tâm bố thí, mình bị bắt buộc, thì lúc đấy nó mới đi với tâm sầu yêu. Còn nếu như mình mà thành tâm, thật tâm khởi lên cái tâm mình muốn bố thí đấy, thì trong lúc bố thí mình sẽ khởi lên cái niềm vui. Trước khi bố thí mình có niềm vui, trong khi bố thí có niềm vui, hoặc sau khi bố thí mình nghĩ lại cái việc thí đó mình đã sẽ có niềm vui. Như là mình đã từng bố thí chưa? Mà bố thí mà nó phải mà bố thí tận tay thôi thì nó mới cái niềm hoan hỷ nó mới mạnh. Ví dụ như là bây giờ đang đồng bào miền Trung lũ lụt mà bây giờ mình gửi bật bố thí thì có vui không? Nó cũng vui, nhưng mà mình mà cái người nào mà đi vào đến tận nơi trao tận tay cho cái người mà người ta đang cần đấy, thì cái lúc đấy cái niềm vui nó có mạnh hơn không? Nó sẽ mạnh hơn. Nó cũng như thế, tức là một khi mình làm một cái việc tốt nào đấy nó cũng sẽ đi kèm với niềm vui. Ví dụ như là một cái người giữ giới không sát sinh ấy. Ví dụ như là mình thọ trì giới thế này, mình không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, không uống rượu, vân vân, những cái điều đó mình đã giữ gìn. Ví dụ xong là đến một lần nào đó mình gặp một cái con vật mà mình trước kia mình thường giết và bây giờ mình sẽ không giết nó nữa, thế là lúc đấy trong lòng mình nó sẽ khởi lên cái tư tưởng đó là mình nhìn đến con vật này mình muốn giết nhưng mà chế ngự lại không giết, phải cố gắng chế ngự cái tâm bất thiện này lại không làm việc đó. Khi mình chế ngự thành công rồi thì cái tâm nó làm sao? Nó hoan hỉ ngay, nó hoan hỉ, nó an vui ngay lên. Cũng như vậy, bây giờ người nào có cái tánh trộm cắp nhưng bây giờ mình lại tu sửa lại bằng cái tánh là không lấy trộm cắp, thì mình đã thấy vật của người khác để hở ra mình
định ăn trộm nhưng mà không được, định ăn trộm không được, bắt đầu đấu tranh một hồi, cái tâm mà không ăn trộm nó mạnh hơn, nó chiến thắng. Ngay cái lúc đấy nó khởi lên cái gì? Hân hoan thích thú ngay. Thì tất cả những cái gì nó phải có một cái đấy là chiến thắng ấy. Ví dụ như là chiến thắng giặc bên ngoài xong rồi còn sao hân hoan, nhưng mà chiến thắng cái giặc trong mình nó còn hân hoan hơn ấy. Thì tất cả những cái bất thiện tham sân si nó cũng là giặc mà. Thế mình cứ chiến đấu, mình thắng được nó cái là mình có hoàn hỉ ngay lúc đấy. Thì tất cả những cái pháp khác, những cái pháp gì mà là pháp thiện, mà mình làm cái pháp thiện đấy, mình khởi lên nó đã vui rồi. Mình làm nó cũng vui, và sau khi mình làm mình nhớ lại nó vẫn vui. Thì đấy gọi là nay vui đời sau vui đấy. Thì đấy nó mới chỉ là nhân thôi. Nó mới chỉ là nhân. Ví dụ như là bây giờ có một cái người nào mà hay đi cây núa, thì khi mà mình để lại những cái hạt giống thì mình phải chọn những cái hạt tốt này. Những cái hạt giống đấy thì nó cũng phải là cái hạt tốt, rồi sau này nó cho ra quả nó lại còn tốt hơn. Thì bây giờ cái vui bây giờ mà so với cái vui mà nó trổ quả sau này thì cái vui nào hơn? Sau này cái nó trổ quả còn vui hơn nhiều. Đấy là cái vui đời sau vui. Thì những cái việc phước mình làm ấy, phước, những cái nhân mà nó sinh ra việc phước, là những cái nhân như mình làm những cái việc thiện như bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ giúp đỡ mọi người pháp, hoặc là mình nghe pháp, hoặc cái người giảng pháp cũng có phước, hoặc người hành thiền, hoặc là mình tùy hỷ phước khi thấy người khác làm những phước mình tùy hỷ theo, mình không làm được thì cứ hoan hỷ theo, chứ mình đừng có buồn phiền khi thấy người khác làm phước. Ví dụ mình đố kỵ người kia người ta làm việc phước, mình không làm được mình tức quá này. Thế thì lúc đấy là sao? Là tâm ưu khởi lên, thì sau này tức là nay buồn thì đời sau lại buồn tiếp. Mình đố kỵ mấy người khác làm việc tội thì sau này cái quả nó sẽ rất là khổ đau. Vậy mình hoan hỉ khi thấy người khác làm việc thiện, thì đấy cũng là một cái cách mình gọi là nay vui đấy, nay vui đời sau vui. Mình không vui với việc làm của mình thì mình vui với việc làm tốt của người khác được, thì nó cũng tạo ra được cái nhân, rồi cái nhân đấy nó cũng để lại quả được sau. Vậy thì đấy là nay vui thì đời sau vui, làm phước hai đời vui. Thì cái người làm phước đời sau này vui, nó vui, nó ăn vui, thấy nghiệp tịnh mình là đây là đến lúc chết này. Cái nay vui có nghĩa là cái lúc mình cánh kính lễ Phật, tức là cái lúc cái ông già này ông kính lễ Đức Phật, thì cái lúc mà chắp tay lễ Phật đấy, cái tâm nó hoan hỉ an vui, thì đấy là nay vui. Đời sau vui là sinh thiên, vị thiên tử đang ngồi trên một cái ghế trên, ngồi trên mây, thiên tử có hào quang. Thì đây là cái lúc trước kính lễ Phật, và khi chết được sinh thiên, được sinh làm vị chư thiên này, đấy là đời này và đời sau. Thì cái lúc mà làm phước cũng vui, mà lúc sinh thiên cũng vui, làm chư thiên thì rất là sung sướng, không có cái khổ đau gì hết, cho nên rất là vui. Thì nó vui, nó ăn vui, thấy nghiệp tịnh mình là, và cái lúc mà thấy nghiệp tịnh là lúc mà cái nằm trên giường bệnh. Thì cái người mà làm phước ấy, đến nó chết nó khác với cái người làm việc ác. Đó là cái người làm việc ác chết với một cái tâm nhăn nhó khó chịu, chết với cái tâm đau khổ buồn phiền, bởi vì lúc đấy thấy nghiệp quế mình là. Còn cái người thiện là chết với cái tâm thản nhiên an nhiên tự tại, vẫn còn mỉm cười bởi vì thấy nghiệp tịnh mình là. Cái lúc chết ấy vẫn ra đi với một cái tâm hoan hỉ, mỉm cười ra đi mà, bởi vì thì nó làm nhiều việc phước, nên là đến lúc chết thì nhìn thấy ai hoan hỉ thì yên tâm, không phải lo cầu siêu thì những cái đấy đâu. Còn nhìn thấy ai mà ra đi mà với cái tâm mà nó run rẩy sợ hãi đau đớn, ra đi với cái sự hoảng hốt, cái tâm sầu bi ưu ảm đạm khổ não ấy, thì đấy là ra đi với tâm ưu nhé. Tâm ưu là có cái nghiệp ưu mình đã tạo, sau này sẽ sinh về cái cõi rất là sầu khổ. Còn cái người mà làm việc thiện thì lúc chết thì cái thiện tướng nó hiện lên và sẽ sinh về cõi lành này. Thế thì ở đời nó chỉ có thế thôi, chỉ có thiện với ác, chỉ có vui với khổ, thì mình tùy mình chọn con đường nào mình chọn.
Thế thì con nay vui đời sau vui, thì tại sao mình không chọn con đường vui ở đời này vui đời sau? Thế mà tại sao người ta lại cứ đi vào cái con đường khổ đời này khổ đời sau, bây giờ khổ và đời sau cũng khổ? Thì nó chỉ khác nhau cái này. Một người được gặp chánh pháp và một người không gặp chánh pháp, một người có niềm tin với pháp, người không có niềm tin với pháp, khác nhau như thế. Thế nên người này gặp Phật pháp nên người ta biết làm những cái điều tốt đẹp và người tạo được cái sự an vui ở hiện tại và tạo an vui cho tương lai. Còn những cái người không gặp Phật pháp thì người ta không có biết phân biệt phải trái chánh tà đúng sai tốt xấu, người ta sống ở hiện tại cũng khổ mà cái tương lai cũng khổ. Khổ đau hay an vui nó không phải là do cái vật chất nó đưa lại đâu. Tại đa số mọi người sống ở trên đời cứ nghĩ rằng là người khổ là người thiếu thốn vật chất, ví dụ như là không đói ăn đói mặc ở chỗ ở tồi tàn hay là rách rưới nó kia thì đấy là khổ, nhưng mà không phải thế. Hay là người sướng là cái người có nhiều vật chất, có nhiều tiền của, có nhiều xe cộ, nhiều nhà cửa, có nhiều cái thứ để tiêu dùng. Không, mà không phải vì cái người có nhiều vật chất cũng có thể sẽ là sống với cái sầu khổ ở hiện tại và sầu khổ ở tương lai. Cái người mà người ta thiếu thốn vật chất có thể người ta cũng an vui được ở hiện tại và an vui ở tương lai. Vậy thì cái người mà biết đạo lý để tu tập thì không quan trọng cái vật chất ở thế gian, mà nên quan trọng là chính là cái tâm của mình ở hiện tại. Xem cái tâm của mình nó có an vui không, những cái việc nào để nó có làm cho tâm được an vui không, những cái việc gì mà nó làm cho tâm của mình tịnh lặng an vui thì nó mình đã tạo được cái nhân tịnh lặng an vui cho đời này, nó sẽ trổ kết quả tịnh lặng an vui thù thắng ở đời sau. Còn những cái việc làm gì mà mình cảm thấy nó có sầu bi ưu não ở hiện tại thì là mình đang gieo một cái nhân bất thiện ở hiện tại và mình sẽ chịu cái quả đắng cay khổ sở ở tương lai. Đấy là cái pháp của Phật có cái sự màu nhiệm hay là có cái sự cao thượng hay là có cái phúc báo lớn đối với những ai mà gặp Phật pháp và biết áp dụng Phật pháp trong cái cuộc sống hàng ngày như thế, có thể đem lại cái sự an vui ở hiện tại và đem lại cái sự an vui ở tương lai. Thì chỉ những người mà hiểu được pháp, có áp dụng pháp vào trong cuộc sống thì sẽ có được cái điều đó. Này than đời sau than kẻ ác, hai đời than nó than ta là ác, đoạn mọi thứ than hơn. Thì cái người mà than ở đời này, than ở đây thì nó là một cái mức độ mà nó là sầu đến một cái mức độ cao cấp của sầu. Ví dụ người là buồn nhưng mà có khi mình chưa đến mức độ than, nhưng mà than là cái nỗi buồn nó không kìm chế được ở trong lòng nữa rồi nó mới than, phải không? Ví dụ bây giờ mình buồn buồn một cái gì đó mình có thể tự chấn an nguôi được, nhưng mà cái nỗi buồn nó lớn quá mình không thể nào kìm chế được, nên bắt đầu mình khóc than lên hoặc là mình phải kể lể với người khác thì lúc đấy nó bắt đầu trở thành than thân trách phận đấy. Thì cái lúc đấy là than, thì nay than là làm sao, nay than đời sau than. Thì than nó cũng có hai nguyên nhân nó khiến cho một cái người đó sống mà phải than thở hay là phải than gào hay là phải có cái nỗi sầu thê thảm. Đó là một là cái nghiệp bất thiện quá lớn ở trong quá khứ nó trổ quả, cho nên là mình gặp những cái chuyện quá bất hạnh và cái nỗi đau khổ nó quá mức cái chịu đựng của mình, cho nên là mình phải than. Ví dụ mình bị mất đi một cái người quá là thân yêu, hay là bị mất đi những cái vật mà nó quá quý giá đối với mình, hay là bị một cái nỗi tổn thương rất lớn về tinh thần hay là về thân thể thì mình sẽ cảm thấy nó đau khổ và mình phải than, than khóc kêu gào thảm thiết lên, thì đấy là than. Nhưng mà cũng có cái sự mà than khổ này nó có thể đến từ hiện tại, là do mình làm một cái nghiệp ác gì đó nó khá nặng, mình làm một cái việc ác, một cái nỗi lầm gì đó khá lớn và mình bị trả quả ngay lập tức bị trả quả. Ví dụ như là cái người đó phạm vào những cái tội nặng như là giết người, như là cướp những cái của đó, đấy là những cái tên tức là trộm cướp ấy. Khi mà người ta bắt được thì người ta không nương tay, người ta đánh cho đến gãy chân gãy tay, đánh sức đầu mẻ cháo luôn.
Thì đấy là những cái làm những cái nghiệp ác vừa vừa thôi thì có thể nó còn buồn buồn sầu sầu ấy, nhưng mà làm việc ác lớn là phải than ấy. Thì đấy là ngay than, đời sau than. Thì cái ác nghiệp này nó sẽ cho quả báo rất là nặng ở đời sau. Thì đời sau thì chắc chắn phải đọa xuống cõi địa ngục, bị thiêu đốt ở trong địa ngục này. Thì đấy là cái ác này, cái ác hai đời than. Thì cái ác này là có một cái tâm ác rất là lớn, cho nên nó chịu một cái quả khổ, khổ đau, sầu khổ rất lớn. Thì đây là cái hình ảnh Đề Bà Đạt Đa đang năn đá xuống để hại đến Đức Phật, nên là một cái việc ác rất là lớn. Cho nên là khi Đề Bà Đạt Đa này khởi lên cái tâm bất thiện, khởi lên cái tâm ác, lúc nào cũng ấm ức, buồn phiền, bực bội, ăn không ngon, ngủ không yên, đến lúc làm việc ác nữa thì làm xong rồi thì cái quả báo nó trổ ngay trong hiện tại, vì nó đã không được sống, không được an ổn, lúc nào cũng sống trong sầu khổ. Khi vì đó làm việc ác, là làm chảy máu Phật, làm phá hòa hợp tăng thì đất nứt ra, mà vì đó đã bị đất nuốt chửng, vì đó bị đất nuốt xuống thẳng vào địa ngục A Tỳ. Thì đấy gọi là kẻ ác hai đời than. Than rằng ta làm ác đọa cõi dữ, than ơn. Còn lại đến ngược lại là nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Nó sướng, nó làm thiện sanh cõi nào sướng hơn. Thì cái người sung sướng ở trên đời này thì là ở đây là có một cái người đó an vui, mà cái an vui đó nó trở nên rất là mạnh, và nó trở thành cái sự sung sướng, tức là cái vị này có những cái phước rất là lớn, có những cái phước rất là lớn, cho nên được gọi là sống sung sướng, có nghĩa là vị đó rất là sung mãn về những cái điều mà vị đó mong muốn ở trên đời này. Và tức là cái vị đó rất là an ổn cả về thân tâm, rất là an vui tự tại, có cái sự an lạc lớn, thì gọi là cái sự đấy gọi là nay sướng đời sau sướng. Mà ví dụ như là ở cái đời sống ở cái hiện tại này, vị đó có một cái sự an lạc, mà cái an lạc đấy nó lớn, nó vượt khỏi những cái an lạc khác ở thế gian, thì nó là cái lạc gì mà nó vượt khỏi cái lạc và hưởng thụ ở các giác quan. Thì nó có một cái nạc, ví dụ như là một cái người ở sống ở trên đời vị đó, trong cái lúc vị đó làm những cái việc phước thì nó có cái niềm vui, ví dụ như là vị đó bố thí thì tâm nó có niềm vui, nhưng mà lúc ấy nó có sướng không, nó có cái sự hỉ lạc, nó chưa đạt đến cái mức độ gọi là an vui cao, nó chưa đạt đến cái mức độ hỉ lạc, cái sự an lạc lớn. Mà cái sự an lạc lớn này nó có thể đạt được trong cái lúc mà vị đó, ví dụ như là một cái người đó hành thiền chẳng hạn, vị đó sẽ đạt đến những cái trạng thái của các cái tầng thiền, như là ở sơ thiền vị đó sẽ thấm nhuần sự hỉ lạc do ni dục sinh, hay là ở lên nhị thiền vị đó diệt tầm tứ chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỉ lạc do định sinh, hay là vị đó vào đến tam thiền là thuần lạc. Ví dụ như là một vị đó an trú ở ni hỉ trú xả chánh niệm tỉnh giác, hay là vị đó gọi là một cái trạng thái gọi là chỉ có thuần một cái thọ lạc, thì cái trạng thái của một cái người ở tam thiền ấy nó là một cái trạng thái gọi là cực lạc, tức là một cái lạc không gián đoạn, một cái thì đấy được gọi là ngay sướng đời sau sướng, tức là một cái sự mà nó an lạc ngay trong cái lúc vị đó đang tạm nhân. Thì trong cái lúc mà vị đó, một cái người mà tu tập mà vị đó có những cái định thì là vị đó có được cái hỉ lạc của định đấy, và cái lúc đấy là cái vị đó đang tạo cái nhân này, thì được gọi là nay sướng và đời sau sướng. Thì cái quả của những cái nghiệp hành thiền này nó sẽ cho quả đó là sinh lên các cái cõi phạm thiên, những cái vị phạm thiên ở trên các cái thiên giới, thì cái sự hỉ lạc ở cái cõi phạm thiên đó nó lại rất là thù thắng, nó lại rất là lớn nữa. Thì đó gọi là nay sướng đời sau sướng. Thì tức là nay sướng ở đây thì muốn nói là những cái người này ở đời này người ta làm những cái việc thiện rất là lớn, làm những cái công đức rất là lớn, những cái phước đức mà ở đây là những cái công đức lớn đó, tu tập được những cái phước này công đức lớn, nay sướng đời sau thì người ta hưởng cái công đức phước đức đấy, gọi là
rất lớn nữa. Ví dụ như là Đức Phật có cái danh từ gọi là Pháp Hoa Quang, hay là được dịch là Thế Tôn. Thế Tôn hay còn gọi được gọi là một cái người thừa hưởng những cái công đức mà vị đó đã làm trước đây. Tức là một cái người là cái danh từ Thế Tôn là một cái bậc gọi là sự thừa tự lại, tức là Đức Phật là một cái bậc rất là cao thượng. Và cái sự cao thượng đấy là thừa hưởng lại những cái công đức mà đã làm từ trước đó. Thì cái người mà có được cái sự an lạc lớn là được thừa hưởng những cái công đức mình đã làm từ trước, và cái công đức mình làm từ bây giờ thì nó đem lại cái sự an lạc lớn ở trong tương lai. Những cái người nào làm được những cái công đức lớn thì gọi là nay trưởng đời sau trưởng, làm suốt hai đời trưởng, nó xưa nó làm thiện danh gọi là trưởng hơn. Thì cái lúc năm chung thì cái vị đó cũng sẽ thấy những cái nghiệp thiện của mình nó trổ quả, nó sẽ khởi lên những cái nimitta, những cái tướng mà vị đó đã làm. Giống như là khi chết thì vị đó nghe kinh hoặc là nghe những cái lời tai thị và được sinh về các cái cõi thiên giới. Nhưng những cái người mà nay cái đời trước mình chưa làm phước thì đời này mình muốn làm phước nó rất là khó, vì mình không có cái khả năng, cái điều kiện để mà làm phước. Nhưng mà những cái người đời trước làm phước thì đời này người ta có nhiều phước thì người ta có thể làm được những cái việc phước tiếp theo, và người ta sẽ được hưởng những cái phước này tiếp theo. Còn những người đời trước đã không làm phước, cho nên là đời này ở cái cuộc sống nó rất là khó khăn, lận đận, vất vả, thiếu thốn. Thì cái người đấy muốn làm phước lại không có cái khả năng để mà làm, thì để mà thoát được khỏi cái phước đấy lại rất là khó. Thì cái việc mà làm phước thì cái vị đó phải biết cách áp dụng cái pháp của Đức Phật. Thì vị đó làm phước bằng cái cách gọi là tu tập, tức là tu tâm dưỡng tính, tạo tích những cái phước lành bằng những cái công đức của mình. Ví dụ như là vì nó phát triển những cái tâm thiện, mình không có làm những cái điều này nhưng mình luôn hoan hỉ với những điều này, tán thán những điều này, thì cái đấy nó cũng sẽ tạo ra phước. Hoặc là vì đó chế ngự những cái tâm bất thiện, phát triển những cái tâm thiện lên, thì điều đó cũng được gọi là cái sự tu tập. Thì nó ở nơi thân, ở nơi khẩu, hoặc là vì đó nói những cái điều tốt đẹp nó cũng tạo ra phước. Hoặc là tâm vì đó luôn luôn nhất tâm vào những cái điều chân chánh tốt đẹp nó tạo ra phước. Và cú tiếp theo là nếu người có nhiều kinh không hành trì phóng dật như kém chăn bò người không phần sang môn hạnh. Thì cái người nói nhiều kinh ở đây là có nghĩa là một cái người mà học nhiều kinh điển, mình có thể học thông thạo kinh điển và có thể thuyết pháp giảng kinh được nhiều, nhưng mà không hành trì, tức là mình đó không có áp dụng, không có tu tập. Thì vì đó giống như người đi chăn bò và không chăn bò cho người khác chứ không phải chăn bò cho mình. Thấy mình hàng ngày chăn nhiều bò nhưng mà mình không được uống sữa bò, thì chăn bò là bò của người khác. Thì cái người mà học cái pháp của Đức Phật là vậy. Pháp của Đức Phật thì Đức Phật nói ra rất nhiều kinh điển. Đức Phật nói trong 45 năm thì kinh luận còn nói ra rất nhiều. Nhưng mà để mà cái mục đích của Đức Phật là nói ra kinh đấy là để những cái bài kinh là để chỉ dạy cho mỗi người tu tập. Mỗi một cái bài kinh là chỉ dạy cho một số người, hay là một người hoặc là một số người tu tập, và sau khi nghe xong cái bài kinh đấy họ đã từ cái sự mê mà chuyển thành ngộ, từ cái sự và người đó đã đạt được cái sự chân lý và chứng đắc được những cái đạo quả an vui, tức là vị đó đoạn trừ được những cái phiền não và đã đi đến cái sự an vui giải thoát. Nhưng mà thế thì cái người mình chỉ cần học cái pháp đấy đủ để thực hành thì nó sẽ có lượng nạp. Còn học nhiều pháp mà học với một cái tâm đó là
học để gọi là tăng trưởng cái kiến thức, để biết nhiều, biết nhiều mà không có cái chủ trương là để thực hành cái pháp này. Thì cái pháp giải thoát này nó biến thành cái pháp thế gian, tức là vị đó học thế, vị đó sẽ có cái sự hơn thua, ví dụ như là học mình để cố gắng làm sao được cái điểm cao hơn người kia. Thì lúc đấy nó không còn là cái pháp giải thoát nữa, mà lúc đấy nó thành cái thế gian pháp, hay là cố gắng học hết cái khóa này để lấy cái bằng cấp. Lúc đấy thì bắt đầu nó chuyển thành cái pháp giải thoát, nó chuyển thành cái pháp thế gian, hoặc là học cố gắng học nhiều để đi bàn muộn mà sẽ không có thua được nào. Thì cái lúc đấy nó cũng là học mà nó tăng trưởng cái ngã mạn, hay là nghĩ là học nhiều để mình đi thuyết pháp, để giảng pháp cho mọi người nghe. Thì cái lúc đấy là học pháp thì nó lại hướng đến cái danh lợi. Thì một cái pháp cao thượng mà nó lại được sử dụng bởi một cái tâm mà không cao thượng, thì cái pháp đấy sẽ mất đi cái giá trị. Gọi là người nói nhiều mà không hành trì, không hành trì phóng dật. Cái vị đó, cái pháp chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Cái pháp chỉ dạy một cái điều, đó là đưa đến sự giải thoát, giải thoát khỏi những phiền não và giải thoát khỏi những cái khổ đau ở hiện tại và giải thoát khỏi những cái khổ đau ở tương lai. Vì chúng sinh khổ đau cho nên là mới có những cái pháp Phật được thuyết giảng. Thì cái mục đích của pháp là đưa đến thoát khỏi cái sự khổ đau này. Khổ đau là do những cái ác tâm, những cái tâm bất thiện đưa đến khổ đau. Vậy thì diệt trừ những cái tâm bất thiện để đạt đến cái tâm thiện, đấy là cái sự an lạc. Thì cái người nào mà học pháp có cái sự thực hành pháp, tức là có vì đó phải hành trì tu tập, tức là có cái sự nhiếp phục những cái tâm bất thiện đấy để phát triển những cái tâm thiện này, thì lúc đấy mới là cái người có hành trì tu tập. Thì có cái sự hành trì tu tập thì vì đó mới đếm được cái vị của pháp, đến được cái vị ngọt của giáo pháp, thì lúc đấy vị cái pháp đấy nó mới thật sự là của mình. Thì cái người đây là một cái người, ý của nó là một cái người cứ chạy theo cái pháp học và ngã mạn với cái pháp học đấy, và mình luôn luôn có cái tâm hơn thua về cái pháp học, hoặc là dùng cái pháp học đó vào những cái danh lợi, hay là vào cái sự hơn thua. Như là cái người mà học nhiều mà không thực hành thì cái người đấy sẽ có cái tâm đó là thích nói pháp. Thích nói pháp tức là khi mà ngồi là cứ phải tìm một cái người nào đó trong là để đàm luận để muốn chứng tỏ rằng là có cái hơn thua ở trong đấy, muốn chứng tỏ người khác là tôi học rộng, hiểu nhiều, biết nhiều cái pháp cao siêu, biết nhiều cái pháp cao thâm sâu, và lý luận thì không có thua ai, thì và để cho mọi người kính nể. Thì đấy là một cái sự sử dụng sai cái pháp, và vì đó sử dụng sai pháp và không đạt được cái mục đích mà giáo pháp đã chỉ dẫn. Thì đấy giống như là người đi chăn bò của người khác, cái người mà chỉ có học pháp với cái sự trau dồi nhồi nhét, gọi là người đi chăn bò cho người chứ không phải chăn bò cho mình. Thế là mình đi chăn bò về nhà thì người khác cũng sư bỏ. Thì dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời dự phần sa môn hạnh. Thì là người dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp. Ví dụ một cái người mà học ít kinh điển thì do biết ít, hay là cái người đó học nhưng mà rồi người đó sẽ thực hành cái giáo pháp đâu, chứ không có học cái giáo pháp không phải là để đi nói suông, tức là để đi nói cho người ta biết rằng là mình học nhiều, mà học để biết cái con đường, biết cái phương pháp để thực hành, và thực hành pháp và tùy pháp. Thế thế nào là thực hành pháp và tùy pháp? Như là mình thực hành một cái pháp thì nó phải có nhiều cái pháp khác nó hỗ trợ, thì đó gọi là pháp và tùy pháp. Ví dụ như là một cái người mình thực hành một cái pháp là thực hành cái pháp là giữ giới, đấy là thực hành pháp. Nhưng mà còn tùy pháp là gì?
vì pháp, ví dụ như là vị đó giữ giới nhưng mà cái tâm vị đó không hướng Phật, thì vị đó có giữ giới đâu. Ví dụ như là tôi giữ giới nhưng tôi không quy phương, tôi không quy pháp, tôi không quy tăng, vì nó nói thế có nghe được không? Tôi giữ giới thì cái vị đó thật sự là có thành pháp mà không thực hành những cái tùy pháp khác là vậy. Vì đó không tôn trọng Phật, vì đó không tôn trọng pháp, vì đó không tôn trọng tăng, vì đó tôi chỉ cần giữ giới tu tập những cái khác, thì đó là tức là thực hành những pháp nó phải có những cái tùy pháp đi kèm. Vì đó giữ giới thì đó phải kính Phật, vì đó phải kính lễ Phật, vì đó coi thường Phật, thì vì đó cái giữ giới của vị đó nó không thật. Vì đó cũng phải kính trọng pháp, cái vì đó mà tôi giữ giới nó không kính pháp, vì đó phải kính trọng tăng. Tăng là phàm phu tham si, tôi kính làm gì? Thì cái vị đó thật sự là giới hạnh kém. Vậy thì cái một cái người giữ giới hạnh mà vị đó có thì vị đó phải đi kèm theo cả những cái đức hạnh khác nữa. Vị đó phải có giữ giới, vị đó thì vị đó phải có kính Phật, kính pháp, kính tăng, vị đó phải có cái tâm từ bi thương yêu mọi người. Hay là vị đó mà tôi tu tập để đi đến niết bàn giải thoát, nhưng mà vị đó cứ thấy ai tu tập tốt hơn là ghen tị. Và như vậy thì có phải là chân tránh giải thoát không? Thế nên nó lại là một cái chướng ngại. Thế vị đó phải tu tập đi niết bàn, vị đó phải hoan hỷ và ủng hộ những người khác đi đến niết bàn. Thì đấy nó là pháp và tùy pháp là thế. Thì thực hành pháp và nó phải có những cái tùy pháp khác nó phải đi kèm theo. Thì thực hành pháp ví dụ như vị đó tôi thành hành pháp thiền niệm hơi thở. Thì tôi chỉ cần biết hơi thở vào ra thôi, không cần biết cái gì khác. Thế thì vị đó xả thiền ra một cái vị đó sân. Thế người bảo sao tu tập còn sân, mà tôi hành thiền hơi thở tôi hành tâm từ đâu rồi. Thế thì vì đấy vậy thì cái tu tập nó phải thế, nó còn phải có những cái pháp, những cái tùy pháp khác nó sinh lên. Ví dụ như là một cái tâm tham nó sinh lên thì nó đi theo những cái gì, đi kèm theo cái gì? Nó kèm theo tà kiến, nó kèm theo sự ngu si, nó kèm theo sự phóng dật, hoặc nó sẽ kèm theo những cái sự ngã mạn này. Hay là một tâm sân nó sinh lên thì nó đi kèm theo cái si mê, cái vô tàm vô quý phóng dật, hoặc là hôn trầm tư miên, thì những cái tâm bất thiện nó sẽ đi kèm theo những cái tâm bất thiện khác. Hay một cái tâm thiện nó phải đi kèm theo những tâm thiện khác. Vậy thì một cái người mà có tu tập theo giáo pháp, tu tập thiện pháp, thì vị đấy cũng phải chú trọng về một cái pháp, thì cũng phải chú trọng những cái pháp mà nó đi kèm theo nữa. Ví dụ như là vị đó quy tam bảo rồi, thì nhưng mà tôi không giữ giới, tôi vẫn sát sinh trộm cắp tà dâm, nói dối uống rượu, thì cái quy tam bảo ấy nó có cái kết quả gì không? Vì vị đó thực hành pháp, tôi chỉ thực hành pháp tam quy thôi, mà tôi không có thọ trì năm giới. Đấy. Thì cái tam quy tức là thực hành pháp tam quy, vị đó phải thọ trì cả các giới nữa thì cái tam quy nó mới thành tịnh. Thực hành pháp nó phải đi kèm, nó đi tùy về pháp và tùy pháp là thế. Hành pháp và hành tùy pháp, còn có người mà tôi hành thiền nhưng mà tôi giữ năm giới, không giữ tám giới. Tôi vẫn trang điểm, vẫn múa hát, vẫn xem nghe múa hát, về nhà rồi xem phim rồi này. Vẫn tiếp xúc với tất cả những ngoại cảnh khác. Thì cái vị đấy không thực hành những cái tùy pháp thì cái pháp vị đó thực hành nó sẽ không thành tịnh. Ví dụ vị đó thực hành thiền nhưng mà vị đó hành tám giới, mà vị đó hành năm giới, vị đó không thành tịnh được thiền, không đáp được thiền. Thì nó là như vậy, những cái thực hành pháp và tùy pháp ví dụ là thế. Vị đó hành một cái pháp này thì vị đó phải có những cái thiên pháp khác nó hỗ trợ. Vì vậy cho nên là một tâm thiện nó sinh lên, nó sẽ đi kèm theo rất nhiều những cái tâm thiện khác. Như là khi mà một cái tâm thiện nó sinh lên thì nó đi kèm toàn, đi theo toàn những cái tâm gọi tịnh hạng, tâm cao thượng. Ví dụ như là khi vị đó làm một cái việc như là bố thí, thì trong cái lúc vị đó bố thí nó sẽ đi kèm, đi một loạt những tâm thiện nó sinh lên. Một cái hành động bố thí đấy, thì cái tâm mà bố thí là tâm gì? Cái tâm bố thí nó là cái tâm xả thí, là cái tâm ni tham. Thì lúc đấy nó đi kèm theo cái tâm hoan hỷ, nó kèm theo đi với đức tin, kèm theo đi với tín niệm tàn quý, tức là có
hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, vô tham vô sân, hành xả, tịnh thân tịnh tâm tinh thân tinh tâm, rồi là những cái tâm tịnh hảo, một loạt tâm tịnh hảo nó đi kèm theo. Rồi là khi mà vị đó tu tập những cái thiện pháp nào vậy, nó đi kèm theo những thiện pháp khác. Vậy một cái vị mà tu tập một cái pháp này thì nó, một cái thiện pháp này thì nó đi kèm theo nhiều thiện pháp khác, là vị đó hành pháp và tùy pháp. Vị đó ví dụ như là vị đó thực hành thiện tâm từ thì đó là một cái pháp, và vị đó sẽ đi kèm theo nhiều cái pháp khác nữa. Như là vì đó sẽ đi kèm theo pháp như nào, hay khi hành tâm từ xong thì nó sẽ thích làm những việc như là bố thí hay giúp đỡ mọi người khác. Tâm từ bi thì sẵn nó nên thể vậy, nên là một cái người thực hành thiền hơi thở nó thường thường sẽ đi kèm theo những cái pháp như là hành thiền tâm từ. Ví dụ vì nó hành thiền niệm hơi thở chẳng hạn thì nó sẽ đi kèm theo là vì nó phải có từ tâm không sân hận không ác ý với ai, vì nó phải có đi kèm theo với quán bất tịnh, thì nó phải đi tham không có cần đến cái tham dục, hưởng thụ cái ngũ dục. Vì nó phải có cái đi kèm theo với niệm ân đức Phật, vì nó phải kính trọng đức Phật, vì nó theo học theo cái hạnh của đức Phật và giáo pháp đức Phật, chứ vì nó không tôn thờ những vị giáo chủ thần linh như là những cái ngoại đạo khác. Vì đó phải niệm về sự chết để vì đó trở nên tinh tấn để hướng đến niết bàn. Những cái pháp đấy này, những cái tùy pháp nó sẽ đi kèm theo để nó hỗ trợ cho một cái pháp vị đó được thành tịnh. Thì đó là kinh điển, nhưng mà vị đó có hành pháp và có cái tùy pháp để từ bỏ tham sân si. Từ bỏ tham sân si thì vị đó tu tập để diệt trừ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, nên là không có chấp thủ hai đời. Thì chỉ khi nào bị cái chấp thủ nó chỉ sinh ra khi nào bị đó cái tham ái nó lớn quá thì bị nó mới có chấp thủ, ái sinh thủ mà. Vì đó chấp thủ là chấp thủ cái gì, dục thủ, tức là chấp thủ bằng ngũ dục. Một cái người nói rằng là ngũ dục này là cái mà con người sinh ra là để hưởng thụ, vì đó chấp thủ bằng ngũ dục mà không chịu rời bỏ ngũ dục. Kiến thủ, tàn kiến thủ, hay là vì đó chấp thủ vào một cái sai trái nào đấy, hay là giới cấm thủ, vì đó chấp thủ vào những cái luật lệ, một cái như là nghi lễ luật lệ, hay là những cái thủ tục tập quán mà, hay là cái ngã chấp thủ là chấp thủ vào cái ngã chấp của chính mình, vì đó không có chấp thủ ở đời này thì vì đó cũng không chấp thủ ở đời sau, không có chấp thủ ở hiện tại thì vị đó cũng không có chấp thủ ở tương lai, thì là vị đó sẽ đi đến giải thoát, không có chấp thủ đời này, chấp thủ đời sau, không chấp thủ vào cái thân năm uẩn này, thì vị đó sẽ đi đến niết bàn, vị phần sa môn hạnh, có nghĩa là vị đó sẽ chứng được các đại quả như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì những cái quả vị sa môn đấy nó chỉ đạt được khi mà một cái vị đó thực hành pháp, chứ nó không đạt được với một cái người chỉ có học pháp và nói pháp. Nó sẽ thành tựu được với một người dù học ít nhưng mà có thực hành nhiều, chứ nó không thành tựu với người mà học nhiều mà hành ít. Thì đó là cái sự thành tựu được cái sa môn quả. Đây là hết cái phần sáu điều. Hết bài. Itam me punyam asava padam mahamudu itam me punyam ibanasa acayo otu mahapunya bhagam samasana.